Phản ứng bất ngờ của mỹ nhân Philippines khi được so sánh với Hohenie. Thưa quý vị và các bạn, trên trang cá nhân Maiso Pilon bày tỏ sự thích thú khi được nhận xét là có nhiều nét tương đồng với nhan sắc của Hohenie. Cô cũng dành lời khen cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh một mỹ nhân dự thi sắc đẹp ở Philippines sở hữu ngoại hình giống với Hohenie. Theo đó, Maiso Pilon gây ấn tượng bởi mái tóc ngắn cá tính, gương mặt góc cạnh cùng làn da nâu quyến rũ. Trong nhiều khung hình, không ít khán giả lầm tưởng người đẹp gốc ED đang tham gia một đấu trường nhan sắc tại Philippines. Trên trang cá nhân, Maiso Pilon cũng có những chia sẻ khi được so sánh với Hoa hậu đến từ Việt Nam. Người đẹp viết: "Được so sánh với cô ấy, tôi rất hạnh phúc. Tất nhiên, Hoa hậu Việt Nam rất xinh đẹp." Dòng trạng thái của Maiso nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú khi hai người đẹp có nhiều nét tương đồng về mặt nhan sắc. Một tài khoản bình luận: "Hai bạn giống nhau như chị em sinh đôi vậy. Chúc mừng hai cô gái đã đạt thành tích tốt tại cuộc thi nhan sắc. Các bạn xứng đáng được chiến thắng." Maiso Pilon là một trong 20 thí sinh nhan sắc nổi bật tại cuộc thi Mutia Tila Union. Cô là sinh viên năm thứ tư ngành khoa học môi trường, đại diện cho thành phố San Fernando. Dự thi đấu trường sắc đẹp này, mỹ nhân cũng là một hướng dẫn viên du lịch được chứng nhận tại La Union. Phương châm sống của cô là luôn nhắc bản thân phải khiêm tốn, tốt bụng và đơn giản. Trên trang cá nhân, Maiso Pilon thường khoe những hình ảnh đời thường của mình. Cô sở hữu phong cách thời trang đơn giản, giống với Hohenie. Trong đêm chung kết Mutia Tila Union, Maiso Pilon đã có màn thể hiện ấn tượng. Cô nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ phía khán giả và lọt vào top 5 chung cuộc. Đây được xem là một điểm tương đồng với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, khi Hohenie cũng từng được gọi tên vào top 5 mỹ nhân xuất sắc nhất của Miss Universe 2018. Sự trùng hợp này khiến khán giả nước nhà Philippines cảm thấy khá thích thú. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.